Sáng ngày hôm nay 17 tháng 4, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bắc Ninh. Tính từ 18 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 17 tháng 4, cả nước ghi nhận thêm một ca mắc mới. Cụ thể, đây là ca bệnh người nước ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, được ghi nhận tại Bắc Ninh. Hiện tại, tổng số bệnh nhân là 2.773 ca. Tổng cộng có 1.570 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 cho đến nay là 910 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 40.443 trường hợp.